đại bác nó cũng là cái công cụ dùng để out, dùng để zone. Con cốc mo của Dev cũng khá là ổn á, những cái tình huống mà kiểu dạng rải vào cái tâm á, khiến cho Dev phần nào đó phải mất đi cho mình đó cái dịp để có thể gây sát thương, cũng là một cái phương án khá là tốt dành cho sự lựa chọn cuối cùng này của bên phía KT roster. Và để xem ván thi đấu thứ ba sẽ diễn ra với phần thắng nghiêng về Hanwha Life hay là KT roster. Ván thi đấu thứ ba chính thức bắt đầu rồi. Quý vị khán giả đang theo dõi giải đấu LCK tiếng Việt có thể để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của chúng tôi. Nó sẽ là những cái động lực để chúng tôi tiếp tục truyền tải đến với các bạn những diễn biến cực kỳ hấp dẫn của LCK mùa hè 2021 này. Và liệu rằng nó có phải là một đúng để có thể phản công ngược trở lại khu vực đường dưới hay không? Hiện tại thì anh ta đang ăn bảy màu đỏ trên tầm nhìn. Quán từ lại nhắm vào Dev nhưng không sao, lượng sát thương đã đủ đến từ cả Blank lẫn Noa để có thể hạ cùng hỗ trợ bên phía của Hanwha Life rồi. Một tình huống sóng âm trúng cấp độ 6 sắp có đến từ Arthur. Anh ta chưa ăn kịp và đó là một chiến công đầu cũng rơi vào rất đúng người nữa. Với chiến công đầu này thì Noa sẽ tiến gần hơn với những món trang bị thần thoại của anh ta. Lại là ăn từ chuẩn xác đến từ Hap. Mưa bão đạn đến từ bà gang Doran xuống khu vực đứng dưới. Với con gang Blank của anh ta thì anh ta sẽ có được một điểm hỗ trợ. Và Maha cũng tiếp tục rơi vào tay của Noa, nhưng Dev đang tốc biến lên tìm kiếm thêm Maha cùng thứ hai dành cho anh ta. Cú quăng lồng đen rất chấm vòi đến từ Hap. Một vài thuyết âm mưu đặt ra đó là tình huống quăng lồng đen để lượm linh hồn trước khi chết, nhưng thực ra nó không thực sự là một cái thuyết âm mưu quá là thuyết phục. Tôi nghĩ rằng đó là tình huống xử lý lỗi đến từ hỗ trợ của KT roster. Với hai Maha cùng trở lại dành cho Cockmo thì rõ ràng là anh ta sẽ lời hơn ở chỗ là anh ta chưa phải nằm xuống bất kỳ lần nào. So với lần nằm xuống vừa rồi thì Noa đã mất đi không ít những chỉ số lính, và hiện tại chênh lệch lính giữa hai xạ thủ sẽ là có sau khi Dev đón được lính của cánh dưới đang được đẩy vào bởi bộ đôi đường dưới của KT roster. Sứ giả đường trên cũng đã có dành cho Arthur trong khoảng trống được tạo ra tốt, và Blank thì đang cố gắng gỡ lại một mục tiêu lớn khác, sẽ là một con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu mang nguyên tố nước. Rồi, và có thể thấy như Chovy cũng đang làm khá tốt ở khu vực đường giữa. Cả hai đường giữa đều xử lý tốt, không có bên nào có được chênh lệch lính quá nhiều so với đối phương cả. Cánh trên đó là tình huống nối ba thùng tốc biến được dùng. Doran hóa giải pha làm chậm đến từ Ru bằng tình huống bổ sung vitamin, nhưng nó chỉ là tình huống đổi tốc biến mà thôi. Tốc biến từ Hap. Mưa bão đạn giải ra đến từ vị trí của Doran. Dev né được án tử nhanh, ta không né được tình huống làm choáng đến từ cái sấm động của Blank. Lần nằm xuống đầu tiên của Hanwha Life trong ván thi đấu này, và xạ thủ của bên phía KT là người có mạng. Arthur lên khu vực đứng trên, sóng âm vội cước theo cú độ lông cước của anh ta. Thì đó là Maha cùng người trở lại dành cho bên phía Hanwha Life, nhưng Vista lại tiếp tục bị băng trụ. Dịch chuyển được dùng đến từ Chovy để có thể chống băng trụ, và ít nhất là anh ta đã ngắt thành công một tiểu băng trụ đến từ KT roster. Blank đang có một tiểu lôi thần giáng thế, nhưng anh ta quyết định chỉ dùng cái gọi bão của mình mà thôi. Pha dịch chuyển. Ui, lại tiện được công tác à? Dove đang di chuyển bọc đầu, nhưng rõ ràng là ở cánh trên bên phía của HLE lúc nào cũng sẽ có là hai người. Hanwha Life Esports có cả Arthur khung cánh trên để băng trụ nữa. Doran là người bị tấn công, anh ta bị nổ lông cước sát tường dính sóng âm rồi. Lulu đang tanh với chiêu cuối của anh ta, Lulu của Vista không cũng đã lên. Arthur chưa muốn bỏ qua sóng âm trượt, nhưng đánh tay thì không trượt được. Doran bắt buộc phải chạy ngược trở lại các trụ của anh ta. Vista bị trụ bắn quá nhiều, nhưng sóng âm vội cước vào để sát tường lợi. Nó là tình huống một đổi một. Doran dãy dụa rất tốt dưới trụ và anh ta đã có được một hạ gục, và kéo theo đó là một tình huống mà anh ta phải lấy bàn đếm số thì trụ đường trên cũng sẽ bị tấn công. Nhưng cánh dưới thì Dev không có hỗ trợ, anh ta phải ra đường giữa để farm và bỏ ngỏ cái trụ đường dưới lại dành cho Noa. Đã đến từ tình huống câu kéo rất tốt của Doran nha, tưởng chừng như đó là tình huống vây hãm 3v1 ở khu vực cánh trên của bản đồ, nhưng anh ta vẫn câu đủ khoảng thời gian có mặt ở khu vực đường dưới. Noa thì vừa rồi mới rút về rồi, và cái con rồng này thì cũng không có được cái sự áp lực đến từ bên phía của Hanwha Life. Với lượng tiền chênh lệch thực ra không nghiêng cho bên phía bên nào cả, thì tôi nghĩ rằng con rồng nguyên tố thứ ba Hanwha Life có đủ cơ sở để giao tranh và ngắt được chuỗi rồng của KT roster. Rồi, con sứ giả này chắc chắn sẽ giúp cho bên phía của Hanwha Life có được cái trụ khu vực đường giữa. Ván thi đấu này thì bên phía của Hanwha Life là đội tuyển mở được cái công trình. Dev để giờ anh ta tận dụng khá là tốt cái combo Cốc Mau và Lulu nha. Khi mà được kích tốc lên và anh ta kích hoạt luôn cho mình đó cao xạ ma pháp để liên tiếp có tình huống cấu rỉ máu từ tầm xa. Rồi phía bên kia thì Half cũng đang có mặt ở khu vực đường dưới để phần nào đó giải tỏa đi cái tình huống bị băng trụ đến từ Do. Như Tùng cũng đã chia sẻ, áp lực là khá là lớn đến từ bốn thành viên của phía Hanwha Life, khiến cho Do phải rời khỏi cái trụ này. Trụ đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ Chovy. Dev ở khu vực đường giữa, khả năng đẩy lính của anh ta với cái cao xạ ma pháp được kích hoạt thêm cả cái kỹ năng đúp của Vista nữa, khiến cho Dev tương đối là chủ động. Phía bên kia mới chỉ mất đi cái suýt quá liều của anh chàng Dudu mà thôi. Tôi thấy có ai đó ở phía sau. Ôi Dom chưa vào kịp thì anh ta đã bị nổ lông cước trở ra rồi. Doran nối ba thùng fail và sát thương là không đủ. Một tiếng đổi mạng diễn ra đến từ cả hai bên khi Dev đổi mạng cùng với Blank. Tiếp tục diễn ra giao tranh thì Dom đang tìm kiếm Vista cho mạng gục thứ hai, nhưng anh ta với tầm và không thể nào truy đuổi được, và hỗ trợ của đối phương anh ta nằm xuống.
trước tình huống gây sát thương đến từ Chovy. Pha trao đổi có lời về mạng cho bên phía của Hàng Wildlife Esports khi họ mất đép, nhưng họ có lại 3 ma gục và trong đó có rừng đối phương nữa. Nó sẽ là một con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu rơi vào tay của Hàng Wildlife. Trước khi mà đép nằm xuống thì cái lượng sát thương được gây ra của anh ta với con bài Cosmo cũng là cái sự lựa chọn tương đối là tốt dành cho đội hình của phía Hàng Wildlife Esports. Gắn xích thù hận cũng đã được lên đến từ Dudu. Có thể thấy như đây là một cái món trang bị mà đang chuẩn bị được tận dụng của những người chơi chuyên nghiệp. Ui đẹp, có khổng lồ hóa nhưng ta không thể nào sống được. Arthur cũng đang là người tấn công, Blank tung chiêu cuối để rút lui. Đó là một pha mở giao tranh rất bất ngờ đến từ Noah. Và bây giờ họ chọn mục tiêu tấn công là Dr. Mundo của Dudu. Pha đối thủng làm chậm thành công đến từ cánh Blank của Noah. Anh ta có sát thương chuẩn, sát thương là quá nhiều, Dudu không còn tốc biến nữa. Cú sông âm chuẩn xác, Chovy băng thẳng vào với tốc biến sát chiêu hoàn hảo. Anh ta vẫn còn nó để có thể công xa thủ đối phương. Anh ta đã dùng nó để kết liễu được vị trí của Noah. Sau đó anh ta tiếp tục cắt. Sát thương cũng là tương đối nhiều đến từ Dove trả ngược cho ai, nhưng Chovy đã có double kill. Chovy vẫn đang quẩy được với khả năng búp đến từ cả Vista nữa. Anh ta có triple kill, anh ta có quadra kill và nó sẽ là penta kill dành cho đường xưa của Hàng Wildlife. Cuộc sống vàng của Hàng Wildlife Esports vừa lên tiếng với một cú penta kill không thể nào mãn nhãn hơn. Bên cạnh đó thì cái khả năng chống chịu đến từ Dr. Mundo cũng khá là nhiều. Chúng ta hãy nhìn lại preview của Chovy với cú tốc biến sang sử dụng sát chiêu hoàn hảo lần 1 để gây sát thương. Anh ta vẫn giữ lại sát chiêu hoàn hảo lần 2 và tiếp tục khuấy đảo giữa 5 thành viên của KT Roster với khả năng hỗ trợ buff thêm đến từ Vista. Pha xử lý không vết xước đến từ Chovy. Họ chưa giải được nhiều tầm nhìn lắm quanh khu vực này. Cú dịch chuyển bóng đầu đến từ Chovy và đó là thêm dịch chuyển nữa đến từ cả Dudu. Những cánh còn lại của họ đã bị tấn công trở lại. Với cú đô lô cước đẹp mắt đến từ vị trí của Arthur thì xa thủ của Katie đã phải lên bàn đếm số rồi. Với cú dịch chuyển bóng đầu đến từ Chovy thì Doran sẽ là mục tiêu được chọn và anh ta cũng không có gì để chạy cả. Một pha giao tranh diễn ra quá chớp nhoáng và Katie Roster đã là những người thua cuộc. Và chúng ta có thể thấy không cần đến cái sức mạnh của Akali thì vị tướng chủ lực trong đội hình của phía KT Roster đã bị tiêu diệt, đó chính là Noah với những tình huống áp sát khá là tốt nha. Đầu tiên là pha kiểu dạng đứng lên cao bắn đất hộ báo đến từ Dev khi mà anh ta có được cái sự trợ giúp của Lulu ở phía sau. Và để rồi sau một cú nộ long cước tốt đến từ anh chàng Arthur. Ôi, đã có ma gục rất sớm, còn đường dưới này thì Doran thôi. Lách một hồi bị cắt R2 và đó là solo kill. Thêm dịch chuyển xuống đến từ vị trí của Dove thì lấy ai ra để cản Baron đây? Blank sẽ phải là người giữ lại hy vọng tránh cho bên phía của KT Roster với một cú trừng phạt rất 50-50 với Arthur. Blank đúng là như vậy nhưng Arthur cũng có tốc biến và nó sẽ là tình huống nộ long cước đẩy Blank ra trước đến từ vị trí của Arthur. Arthur lại đẩy vị trí của Noah ra. Đồng đội của anh ta không giữ được máu Baron nhưng không sao cả. Dev nói không cần giữ cái gì cả. Dev tốc biến lên bắn thẳng, Dev thanh tẩy. Dev tiếp tục gây sát thương bằng cái pháo sinh học của mình. Rồi sau đó thì đối phương đã về. Nó sẽ là khoảng trống để bên phía Hàng Wildlife có thể tấn công cái Baron này một cách hoàn toàn miễn phí. Cánh dưới Chovy vẫn đang tiếp tục đẩy. Và nó là Baron miễn phí cho bên phía Hàng Wildlife. Đúng này, một tình huống mà chúng ta... Ui, Dev! Đẹp. Không có thanh tẩy. Dev đi rồi. Dev sẽ bắt buộc phải nằm xuống trong tình huống đứng lỗi ở tại khu đường giữa. Đó là tiếng ánh trăng dẫn lối. Và một tiếng tốc biến lên lấy mang đối phương đến từ Vista. Nhưng rõ ràng là việc Hàng Quốc Đép mất bao nhiêu tài nguyên, mất bao nhiêu kỹ năng, khó khăn bao nhiêu. Thì cái việc mà Vista lấy mạng của Harp, của nó bấy nhiêu, Harp hoàn toàn bất lực. Lần này thì nộ long cước đã được đẩy ra đến từ vị trí của Arthur, lần này thì đẩy được vị trí của Dove về. Dove bắt một đồng hồ một máu. Chovy cũng có đồng hồ của án từ Tha Minh trượt, nó để lại hậu quả quá nặng nề là tiếng huống sát chiêu hoàn hảo lần 2 đến từ Chovy. Lấy đi double kill dành cho anh ta và nó là tiếng huống quét sạch cho Hàng Wildlife Esports. Họ tiến thẳng vào với cú triple kill của Chovy và kết thúc luôn ván thi đấu thứ 3 này. Một ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng Chovy gần như là bất cứ, thật ra anh ta bất tử không nằm xuống bất kỳ lần nào cả. Và quan trọng là cái cách mà Chovy đi đường với một cái kèo thi đấu rất khó. Thậm chí là trong tình huống vừa rồi anh ta dứt điểm được xạ thủ của Vy đối phương và vẫn thoát ra được với một tình huống hy sinh rất nỗ lực đến từ Vista để có thể giữ lại cái sự trong trắng dành cho Chovy ở trong ván thi đấu này. Công thức để mang lại chiến thắng dành cho MVP của Hàng Wildlife: Pick Carry dành cho Chovy.